chuyện buồn hả? Không. Ủa sao bà hỏi vậy? Sao thấy mặt đồ tối quá vậy? Cái gì? Mặt đồ tối màu quá. Đồ này tối màu gì, có chấm bi là sáng trưng gì mà tối vậy? À, có chấm bi là không có buồn hả? Ừ, buồn. Nhưng mà Trâm nè. Ơi. À thôi, bà uống nước đi. Vô tiệm phải uống nước chứ. Đúng rồi. Thì kêu rồi đó, dù uống hiệu không cũng phải tính tiền thôi. Mà Trâm Trâm nghe. Tôi uống nước. Kỳ quá. Bà ở Trâm nè. Cái gì? Thật ra thì cái tên tôi á không phải cha mẹ đặt để bà kêu không vậy, kêu trả tiền đó, kêu hoài vậy, nói lại đi. Thì tôi biết rồi, thật ra làm hẹn ở đây thì tôi cũng có ý định muốn hỏi bà cái này. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, bây giờ mà tôi hỏi bà một câu á, bà làm ơn bà trả lời á, tôi biết là có thể là bà sợ tôi tổn thương. Nhưng mà tôi biết là như vậy cho nên bà nói cái gì đó nó ngắn gọn thôi. Để mà giống như là nó khẳng định đúng cái sự thật là như vậy, chỉ cần vậy thôi, bà đừng có nói dài quá làm tôi sẽ tổn thương mà. Dạ. Bây giờ bà hỏi gì tôi nói cái đó. Hình như là bà chưa hỏi là bà đã tự trả lời luôn rồi đó. Cuối cùng hả? Là sao? Ý tôi hỏi là thật ra là bà thấy tôi có đẹp không? Trời. Bà bị gì vậy? Bà nghĩ sao vậy? Thì... bà nghĩ sao mà tôi khen bà đẹp? Tôi khen bà đẹp chẳng khác nào tôi tự chê tôi xấu. Hả? Ủa cùng một mối hết luôn hả? Cùng hết. Nói chung là chúng ta đều đẹp. Đẹp mới chơi với nhau. Hiểu không? Mà cái này tôi hỏi thiệt đó. Thì nói chung là bà cũng được. Thì đó được phải không? Ừ. Sao vậy? Nhưng mà thật ra thì bây giờ tôi không có sự tự tin. Tại sao lại không tự tin? Bà thấy không? Bà thấy tôi mặc đồ không lúc nào cũng e ấp như vậy nè. Lúc nào nó cũng che hết thân mình vậy, tôi không có tự tin hết trong ngoài. Đúng rồi. Bây giờ bà nói tôi mới nhìn kỹ á. Nếu như mà ở nhà mà buổi tối má tôi đi ngủ là mặc cái đầm này nè. Gì? Cái đầm phủ xòe màu đen. Ủa tôi tưởng cái này là phải trong nắng chứ. Trời ơi, trong nắng mà bà cũng chùm được vậy luôn hả? Được mà tôi cấp điệu nè, tôi mặc vô nè. Ôi bà quá đáng à. Nè tôi nói cho bà nghe, thanh xuân của mình rất là ngắn ngủi, chỉ có vài phút thôi, đúng không? Ngắn vậy luôn hả? Ngắn lắm, chỉ có vài phút thôi. Nếu như mà mình không tỏa sáng thì cả cuộc đời này không còn phút giây nào tỏa sáng được nữa. Tôi thấy bà nói mạnh miệng lắm đó, chứ bà cũng chưa tỏa được đâu. Ủa cái bộ đồ bà kìa, nó cũng chùm hết người bà luôn, mà hơn nữa nó len là nó còn dày hơn cái chất vải của tôi nữa đó. Bà hôm nay lỡ bất đắc dĩ mới mặc bộ đồ này. Trời chứ bình thường tôi đẹp lắm, bình thường tôi đẹp lắm. Nhưng mà tôi cũng nói mà gì nè, thật ra là tôi cũng cao ráo đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái mà tôi tự ti nhất á là ở bên trong. Bên trong là cái gì? Thầm. Gì vậy bà? Tôi đưa địa chỉ lại đó, thấy không? Bây giờ thăm chỗ nào hỏi chỗ đó để người ta tìm cái cách mà điều trị sẽ dứt điểm thầm. La 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 la. Cảm ơn nha. Dạ em chào chị. Em chào chị ạ. Dạ chị cho em hỏi là trên cái cơ thể của mình á là sẽ có những vùng da nó bị thâm hơn so với những vùng da khác. Thì chị cho em hỏi lý do tại sao? Đó là những cái vùng da mà bị thâm hơn những cái vùng da khác đó là do cơ thể của mình nó thường sản xuất ra những cái lượng melanin quá lớn. Melanin đó là một cái loại sắc tố tạo nên cái màu sắc tự nhiên cho da, tóc và mắt, thường nó ở có những vùng da nhất định. Thì có rất nhiều nguyên nhân chính để gây nên cái tình trạng mà da sẫm màu, da không đều màu như chị nói. Đó là do là thứ nhất là do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thứ hai là do yếu tố di truyền, thứ ba là do những cái tổn thương sâu mụn hay là những viêm nhiễm, và đặc biệt là những cái tác nhân ảnh hưởng đến nội tiết tố. Vậy chị ơi, mình có cách nào mà xử lý nó không chị? Cái cách mà xử lý và hạn chế cái những cái vùng thâm đó đó là mình chống nắng một cách hiệu quả. Đó là mình hạn chế tiếp xúc với ánh nắng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Và mình bôi kem chống nắng một cách hợp lý. Đó là trước khi mình đi ra nắng, trước 30 phút thì mình phải bôi kem chống nắng. Và sau 3 giờ như vậy thì mình phải bôi lại cái lớp kem chống nắng đó. Vậy mà trước giờ em vẫn nghĩ là cứ bôi kem chống nắng xong là cứ bước chân ra đường, hèn chi là vẫn có bị ảnh hưởng bởi cái ánh nắng mặt trời nữa. Nhưng mà chị ơi, ngoài những cái đó thì mình còn phải thêm những cái sinh hoạt gì của mình đó để mà mình tránh, mình khắc phục cái vùng da bị sậm đen đó vậy chị? Đó là mình uống đủ nước, mình uống nhiều nước, bổ sung thêm những cái thực phẩm nhiều protein và vitamin như là A, C, E và những cái thực phẩm chứa nhiều cái chất chống oxy hóa. Nói chung là nó cũng phong phú á chị ha.
Dạ, vậy bây giờ em thì em không không nhiều khi là có nhiều người nói là phải dùng thuốc hay là can thiệp nhiều cái em thấy là hơi bị sợ á, giống như vô mấy cái thẩm mỹ á, thì em không biết là nếu như mà em muốn trị cái vùng thâm đó nhưng mà tất cả là bằng cái nguyên liệu thiên nhiên hết á, thì mình có cái nguyên liệu nào tốt cho da mình không chị? Thì có những cái nguyên liệu từ thiên nhiên nó tốt cho da như là nha đam với lô hộ, nha đam nè, cà rốt và dưa leo thì nó sẽ làm sáng cái vùng da mà mình bị sẫm màu. Dạ. Dạ, ngoài đó thì mình cũng như em nói là có thể bổ sung thêm những cái vitamin E, dạ, C. Nó dạ. Là những loại trái cây đó mình làm mình đắp hay là mình như thế nào để mà được chị? Như nha đam thì mình có thể rửa sạch, ngâm muối và mình đắp trực tiếp vào cái vùng da mà mình sẫm màu mà mình muốn làm sáng lên. Cà rốt thì mình có thể là mình ép ra, mình vắt nước và mình thoa lên. Chị ơi, em biết chị là chuyên viên ở trong cái viện thẩm mỹ đó đó, nhưng mà em giả bộ thôi nha. Ví dụ như giờ mà em bước chân vô đó đó, cái xong em nói là chị ơi, chị giúp cho em là làm sạch những cái vùng mà thâm ở trong cơ thể á, nhưng mà có điều em không biết là khi mà em nằm xuống rồi em đâu có biết người ta làm cái gì với em đâu, thì chị có thể cho em biết được là chi tiết là từng bước như thế nào không chị? À, nếu như mà bạn đến cái cơ sở làm đẹp của mình thì dạ, việc đầu tiên á thì mình sẽ có một bác sĩ để thăm khám tình trạng da của bạn ở những cái vùng da nào mà bạn cần muốn xử lý. Dạ. Thì sau đó thì các bạn chuyên viên sẽ hướng dẫn và đưa bạn đến phòng trị liệu cái vùng da mà bạn đang muốn điều trị. Dạ. Thì đầu tiên á là mình sẽ làm sạch vùng da và mình sẽ tẩy đi cái tế bào chết, cái lớp sần, loại bỏ cái lớp sần trên da đó. Và sau đó là mình sẽ sử dụng những cái phương pháp làm sáng da và đồng đều sắc tố da, như là hiện tại thì bên mình có cái phương pháp là BLB máu tự thân, thì nó giúp cho cái sắc tố da của mình nó được cải thiện hơn, và ngoài ra nó còn làm cho trẻ hóa cái làn da của mình. Ủa chị, em nghe cái phương pháp máu tự thân á là hình như là chỉ có ở cái trên mặt thôi mà chị? Cái này là áp dụng cho các vùng cơ thể luôn hả chị? Dạ, thì cái này cũng có thể áp dụng trên những cái vùng cơ thể khác, nhưng mà chủ yếu là người ta thường làm đẹp trên cái vùng da mặt bằng cái phương pháp máu tự thân. Máu tự thân ở đây có nghĩa là mình sẽ lấy cái lượng máu từ cơ thể của mình và sẽ bỏ vào, đưa vào máy ly tâm và sẽ tách ra lấy một cái lượng huyết tương giàu tiểu cầu. Và cái huyết tương giàu tiểu cầu này sẽ được tiêm vào, tiêm vi điểm, tiêm chích vi điểm tại chỗ vào những cái vùng da mình cần điều trị. Thì cái lượng tiểu cầu này vô nó sẽ kích thích tăng sản sinh collagen nè, kích thích những cái tế bào tăng trưởng, thì nó sẽ làm cho da của mình khỏe hơn, trắng sáng hơn và trẻ hóa ra hơn. Ngoài ra nó còn làm cho da mình săn chắc nữa. Nhưng mà hồi đó giờ em nói thiệt với chị á, mà vô bệnh viện hay là em bị bệnh á, em sợ người ta chích lắm. Mà như vậy nếu vậy là chẳng chích nhiều chỗ thì nó mới thấm được, vậy là người ta đau sao chịu nổi chị? Dạ chị, thì cái phương pháp BLB này là nó hoàn toàn không đau. Thí dụ như mình muốn điều trị trên da mặt thì nếu mà mình có cảm giác mà mình sợ đau á, thì bác sĩ trước đó là bác sĩ và cái chuyên viên đó sẽ ủ tê cho mình trong khoảng thời gian nhất định, và sau đó là mình sẽ không có cảm giác đau đớn gì hết. Cái này cũng hay chị ha. Dạ. Nhưng mà nếu như mà trong một cái liệu trình á thì khoảng là bao nhiêu lần thì mình sẽ đỡ đi những cái vết thâm đó chị? Thường cái liệu pháp BLB đó thì nó khoảng tới lần thứ 2 hoặc thứ 3 là da của mình sẽ được cải thiện hoàn toàn những cái vết thâm đó. Cái này cũng hay quá chị. Dạ. Ha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Chúc bạn có một làn da tươi trẻ, khỏe và ngày càng xinh đẹp hơn ạ.